Giờ quý vị cứ suy nghĩ, bây giờ mình có giàu sang của cải nhiều cỡ nào, nhưng mà sau này con mình hư, mà cái của này là đưa cho con nè. Còn bây giờ mình tạo ra cái của này để đưa cho con, mà đưa ngay cái đứa con hư, thì giống hệt là bây giờ nước thì mình gánh cho thiệt nhiều, nhưng mình đổ vô lu mà gặp cái lu bể. Thì dạy con là cái chỗ rất quan trọng. Dạy con còn quan trọng hơn sự nghiệp. Nhưng mà đa phần con người ta bây giờ là lại đặt sự nghiệp quan trọng hơn dạy con. Các vị biết rằng bây giờ quý vị biết gì tại sao mà con người ta ly dị nhiều không? Ly dị nhiều là ngay chỗ là người ta đặt quan trọng sự nghiệp hơn giáo dục. Nên người ta mắc hạnh phúc. Mà khi con người mà mắc hạnh phúc, không có hạnh phúc mà, rồi thì dù có giàu nó cũng không có vui đâu. Nhớ kỹ. Con người mà có niềm vui nghe, thì mình nghèo một chút nhưng mà mình vẫn vui á. Nhưng vì yên tâm đi, cái con người mà được dạy đàng hoàng, người này không đến nỗi tệ đâu. Nhưng Đức thấy rồi. Thí dụ như một đứa con mà được dạy chân thật đàng hoàng, anh em sống biết đoàn kết thương yêu, từ cái nhân cách của gia đình đó nó ảnh hưởng cho đến cái chỗ làm của họ. Tại họ ở trong nhà họ có nhân cách đạo đức, anh em biết hòa thuận, thương yêu nhau, thì họ đem cái nhân cách sống của gia đình của họ, đem họ áp dụng trong cái công sở, trong chỗ làm việc. Nên họ được ông chủ trọng dụng và thương yêu, nên họ có cơ hội để thăng hoa lên. Như mấy ngày nay nhà Đức kể câu chuyện mà có một cái cô ở trên thành phố, cô cũng bữa nay chứ cô có đến đây không, hình như là mai vậy đó. Là cô dạy đứa con gái mà học tới thạc sĩ ở bên nước ngoài, ở bên, mà đứa con gái ngày nào cũng điện thoại gì chửi cậu hết, mà không phải chửi thời gian ít mà chửi tính ra cũng 5-6 năm, chửi suốt vậy đó. Kinh chưa, mà học tới trình độ vậy đó mà cứ chửi mẹ suốt à. Đó là cái gì vì biết không? Đó là cái mà tạo sự nghiệp mà không dạy con. Cuối cùng có sự nghiệp rồi nhưng vẫn khổ vì con. Nên cái chuyện dạy con và giáo dục rất quan trọng. Cái này cực kỳ quan trọng luôn. Dù mình nghèo thì nghèo nghe, nhưng mà mình mà có cái sự giáo dục về nhân cách đạo đức á, quý vị nhớ nè, có bằng cấp vẫn thất nghiệp nếu như thiếu đạo đức. Quý vị vừa đi xin việc làm, quý vị có bằng cấp, người ta sẽ nhìn quý vị qua cái nhân cách quý vị. Nếu như quý vị thiếu nhân cách, hoặc là nhận rồi mà vô chỗ làm mà không có nhân cách gì hết, nói chuyện trên trời dưới đất không, không ai ưa hết chứ, vậy sao quý vị được người ta tiếp nhận? Còn nếu như quý vị có đạo đức, dù quý vị học vấn hơi kém một chút, ban đầu người ta còn dè dặt coi làm sao, nhưng mà từ từ người ta lại nhìn quý vị. Nhưng lạ thay, quý vị có nhân cách đạo đức và sống chân thật đó nghe, quý vị được ông chủ trọng dụng, quý vị lại được cái những cái công việc mà quan trọng ở trong cái công ty xí nghiệp không à. Tại vì quý vị quá chân thật. Những Đức nói cho quý vị nghe nghe, bằng cấp cũng rất quan trọng, nhưng người ta còn quan trọng hơn là một cái người có nhân cách đó. À, quan trọng hơn á. Bây giờ một đứa con này có trình độ thạc sĩ tiến sĩ, nhưng mà chửi cha mắng mẹ, quý vị coi nó có cái gì đâu đặc biệt. Bây giờ ông chủ ông cũng không có chịu tiếp nhận một cái đứa con vậy nữa quý vị. Ngày xưa người ta làm quan á, là quý vị biết rằng là người ta coi đứa con hiếu á, đứa con hiếu với cha mẹ mà ta đưa đến làm quan đó. Nên cái nhân cách đạo đức nó rất là quan trọng quý vị à. Mà đa phần con người bây giờ nó bị cái bệnh là học vị quý vị. Có khi là con tôi đi nước ngoài, con tôi du học nước ngoài, con tôi nước này nước kia. Họ đặt cái đó là cái là họ là giống như nở mặt nở mày với xã hội đấy quý vị. Con họ có chửi họ chăng nữa họ cũng không dám nói. Tại vì sao? Vì họ nổ con họ quá, bây giờ con họ chửi họ, họ im gu luôn, im luôn. Nói ra mắc cỡ quá nên mình bị ấm ức lương tâm. Như cái cô kia có nói như đứa câu, thầy biết rằng không dám nói cho ai nghe hết thầy ơi. Con nó chửi không dám nói ai nghe hết chứ. Vì sao? Vì ngại quá mà cứ nặng nề trong tâm, cái che giấu. Bây giờ gặp thầy mới nói, thầy đừng có nói cho ai nghe nghe thầy. Bây giờ quý vị coi có nói chăng nữa cũng biết ai đâu.
nói chăng nữa cũng biết ai đâu. Bữa đó thanh niên này học qua đại học, làm việc á, làm việc cho nhà nước luôn quý vị, mà làm bên ngành công an. Đó, nghe nói công an chìm. Ăn chìm là công an gì? Là công an chìm mới sống hả? À, thì bị biết rằng ảnh phạm cái tội thủ dâm 7 năm. Nhìn đúng là ghê thiệt. Sơ sát còi cọc hết. Dạch cái người lên quý vị, sau lưng nó nổi một biết loại gì ấy, mà thâm thâm đen đầy mình hết chứ. Cái mặt già chát mới 33 tuổi thôi. Mà Như Đức gặp ông, Như Đức muốn kêu ông là ông nội luôn. Già đến mức gì đó quý vị. Cái này là 100% mà cái đoạn nó có quay lại ảnh ngồi nói chuyện luôn. Xong rồi người mẹ biết được, người mẹ lên gặp chú Tâm Nhiên nói rằng: thôi thầy ơi, cái đoạn đó để từ từ đi hả, đưa lên. Sợ con của con nó bị ảnh hưởng công việc của nó. Trong bụng Như Đức nói: khỏi càng ảnh hưởng gì, con bà cũng sắp sửa bị đuổi việc rồi. Như Đức nhìn thằng con bà thôi, Như Đức thấy nó không làm được cái gì nữa hết chứ. Cái vị con bây giờ nó đen tui tùi lùi, nó nhơm ấm nhách, nhìn còi xương mình mẩy nó nổi đầy mục nổi lên chứ, sơ xác hết luôn, da thịt khô khan cằn cỗi luôn. Quý vị biết rằng bây giờ đến mức là nó nói rằng ăn không được, bằng đêm ngủ không được, người cứ lưng khừng, nó cứ giống như là nó lơ lửng lửng vậy đó quý vị. Ghê không? Khi con người mà nó hao tổn tinh khí thần, nó lơ lửng, nó không có cái lực sống. Ví dụ như ở ngoài đời ta có vợ có chồng, vợ chồng, còn cái thứ đó là cái thứ nó đi ngược định luật đó quý vị. Thứ đó nó ghê lắm quý vị ơi. Mà có những người ta không hiểu, ta nói rằng cái đó là cái mà xả chết tự nhiên, tàu la. Những Đức nói một ca sĩ nổi tiếng nghe, nổi có cỡ nào nổi, mà thử phạm ở chỗ này vài năm đi, đố mà quý vị còn hát nổi tiếng nữa đi. Nó sạch duyên phước quý vị luôn, nghe nổi tiếng cái gì. Cái này là cái nó rất là nguy hiểm. Thì biết vì sao? Vì khi quý vị làm cái việc đó là cái loại quỷ hút tinh khí nó đi theo, đi theo suốt luôn. Nó làm cho mình mờ ảo ảo vậy đó. Rồi con người mình tự nhiên bạn ác đến gần, bạn thiện tránh xa. Người lâu ngày, chính cái thằng đó nó gặp Như Đức nói đó: thầy biết rằng Iran luôn thầy, người con bây giờ nó hôi không tưởng tượng. Thầy ngồi gần con nãy giờ thầy thấy có hôi không? Những Đức nói: bịt mũi không mà chứ không có hôi. Chàng ơi, nó hôi thấy ghê quý vị ơi, là quý vị rõ ràng luôn. Cái đoạn nó có quay lại để làm dữ liệu luôn quý vị. Những Đức kêu vô Tâm Nhiên á, bây giờ á, lấy cái miếng gì á, bịt mặt nó lại, rồi xong đưa lên cho người ta được lợi ích, cũng không có cái dính dáng gì tên tuổi của nó chân á. Cái đó là cái mà chuyển cái nghiệp giùm cho nó đó quý vị. Chàng ơi, có người ta quý vị làm một việc gì sai rồi á, mà người ta dám nêu lên để cho những người khác đừng làm sai nữa, thì con người ta lại sợ bản thân mình, mà cuối cùng giữ đó để mình chết. Thấy chưa? Tâm ích kỷ đó nó giữ mình để chết đó quý vị. Những cái điều đó bây giờ rất là nhiều tuổi trẻ bị dính vào, cả nam lẫn nữ, chết vì cái chỗ đó. Có nghĩa là nếu như tuổi trẻ mình sau này nghe quý vị mà dính vào cái mạng đó là đất nước chúng ta sẽ không có nhân tài đâu quý vị à. Sẽ không bao giờ có nhân tài đâu. Vì những Đức nói 100% quý vị luôn, thử rõ ràng chừng 5-6 năm thôi là hoàn toàn con người sẽ mất luôn cái huệ mạng. Tự nhiên cái phước duyên của họ mất tiêu luôn quý vị ơi. Ngồi gần kế bên sơ xác hết trơn, nhìn gì đâu mà kinh khủng thiệt. Người hôi rin thì chắc chắn là mỗi ngày quỷ ma rồi nó gần gũi không. 7 năm chờ, phạm 7 năm. Nên cái lớp trẻ này sau này đừng có bao giờ mà mình nghe mà một số sách vở viết mà nêu lên mà mình làm theo. Cái đó là hại người ghê lắm đó quý vị ơi. Trời ơi, ăn tổ ngày viết sách ngày nói biết bao nhiêu mà nói về cái chuyện đó. Đó là một cái điều nguy hiểm nhất. Mà nếu như mà tuổi trẻ mà dính vào chỗ đó rồi, không bao giờ có cái lớp trẻ đặc biệt cho trụ cột của nước nhà đâu. Không có đâu quý vị. Hư hoại tâm trí.
Bây giờ thằng này nó cũng có học vị ghê luôn mà bây giờ nó khờ khờ, mà nó lơ lửng nó làm ăn cái gì giờ? Lơ lửng vậy đó. Nó rồi mấy lần muốn tự tử chết, tự nhiên biết sao muốn tự tử chết, nó nói vậy đó. Nó khi mà nó vừa gặp nhà Đức, nó nói tự nhiên thầy ơi, vừa gặp thầy cái tự nhiên nó muốn té xuống vậy. Màu cấp mà về lỡ đây định gặp thầy là tự nhiên trong tâm nó kêu đi về đi, về đi, về đi. Mà quyết tâm lên chờ thầy cái vô tu thờ. Vô tu thờ đi ra nó kêu về đi, về đi, về đi cái tâm á. Xong quyết tâm chuyện này phải gặp thầy, vô gặp thầy tự nhiên bước vô ngồi muốn quỵ tại chỗ không biết sao kỳ cục. Xong nhà Đức nói chuyện nguyên một đoạn, nói chuyện với nó xong cái nó tỉnh lại. Người nó phấn chấn lên lại. Nó quý vị biết rằng cái loại đó nó ghê gớm lắm quý vị. Nên tuổi trẻ các con nhớ nghe, các con đừng có dính vô. Mình phải giữ cái trí mình sáng suốt. Con người khi thông minh nó mới làm được nhiều chuyện. Tỉnh táo. Con người mà khù khờ yếu ớt thì sao làm được nhiều chuyện được. Nó ví dụ như nam với nam nhau ngồi nói chuyện, mà những đứa nói chuyện rầm rầm, còn ảnh thì gì nè. Thầy ức thì thầy có thể giúp con cách nào được không thầy? Thầy giúp con đi thầy. Những đứa đó mày mở miệng ra mày nói coi. Mày làm cái ngành này mà sao nói chuyện kiểu này? Cái ngành này là rầm rầm mà tại sao mà nói chuyện kỳ cục với trẻ? Sao không làm ngành này mà không nói chuyện gì được? Không được rồi, thua rồi. Không phải cải cách lại thôi. Thì biết rằng là ghê chưa? Đó, nó mắc duyên quý vị, mắc duyên mắc phước. Rồi con người giống như một cái cây mà khô mủ vậy là chết rồi, thấy chưa? Già chát, mặt đen thui, lật cái bụng lên một nỗi đầy như là bằng ngón tay nè, đen thui thùi lùi, ghê chưa quý vị? Khi con người mà nó hao hết cái đó rồi, nghe tức khắc người già liền. Già không còn sắc diện nữa quý vị ơi. Ghê thiệt, bởi vì người ta không hiểu, người ta hại cái lớp trẻ thì ghê thiệt. Kinh khủng không? Nói bây giờ mà cái lớp trẻ này mà các con, những đứa nói nghe, mỗi ngày mà các con dính vô cái chuyện mà như những đứa nghe nói một lớp số đứa nhỏ nói, bây giờ bạn bè con nó chơi, nó chat với nhau, nó nói chuyện về tình cảm với thầy ghê lắm. Các con mà nói kiểu đó giết là các con hết học hành gì luôn. Nó cứ mù mờ ở trong cái tâm trí, sao học đấy? Bây giờ những đức mà nói kiểu đó chừng ngày tôi tố mà thuyết pháp á, lên thuyết pháp một chút nó lạng qua nói tầm bậy. Bây giờ sao thuyết pháp đây? Nó phải giữ cái tâm trí mình cho nó sáng suốt, còn trẻ mà. Nên những đức nói cái chùa mình á là một cái lớp học mà giúp cho tuổi trẻ mỗi tuần nó được có cái săn chơi mà gọi tự nhiên. Nó về đây ít gì nó cũng có về mặt tâm linh quý vị. Nhắc nhở các con những điều việc này quan trọng lắm các con. Không lẽ bây giờ các con vui nhất thời để hại các con cả đời hả? Các con hãy duy trì cả đời mình để hạnh phúc đi. Những một số cuộc chơi của tuổi trẻ các con giảm tối đa lại để gây dựng phước duyên của mình. Đừng có nên cầm điện thoại mà chat tầm bậy tầm bạ, nhắn tin tầm bậy. Bây giờ mà mỗi ngày mà nhắn tin khơ khơ với các con không có được đâu. Nhắn khơ mà. Rồi hoặc là có điện thoại bấm lên con gái thì coi nào là trang sức này trang sức nọ, thằng đóng phim, cái thằng nào, cái thằng ở Campuchia chèn ngô, mấy cái nhỏ gái này nó phái mấy cái thằng gì đóng phim mà chun gì đó nước ngoài Hàn Quốc gì đó chèn ngô, nó coi chứ sao nó học với bị. Rồi nó đem mấy cái tấm hình mấy thằng Hàn Quốc về nó dán ở trong phòng tùm lum, mà sao học đấy? Nó có đẹp thì cái chuyện đó của nó đẹp chứ bộ các con đâu mà nó có nhìn cái con đâu. Nó đẹp thì đẹp chứ các con mà bây giờ cái gì người ta là hoa hậu, ta nhìn hoa hậu chứ ai mà nhìn lùng xịn. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó các con á, mình phải lo học hành cho nó đàng hoàng. Còn nhỏ mà nó mà ngưỡng mộ rồi cuối cùng nó đặt vào tâm trí sao học đây? Cha mẹ cực khổ cho tiền mình đi học mà về không lo học. Nó cầm điện thoại lên bắt đầu chat, nhắn tin, nói này, nói kia, nói nọ, nói chuyện trên trời vừa đất. Nói với cái mặt già chát như con cá thắt lát. Chưa? Hiểu không? Nó, mình là con gái mà giờ được vô chùa nghe dạy đàng hoàng. Đừng có gặp trai mà nhìn ngó, liếc tới liếc đông, liếc tay, giết rồi nó. Liếc giết rồi nó nghiêng con mắt luôn. Hiểu không? Mình nghiêm túc đàng hoàng đi, gặp cái thằng nghiêm túc nó thương mình sau này. Mấy nhỏ gái nè, ngồi đây nghe rõ ràng. Nó
Gặp trai mà ta chưa chọc mà đã chọc người ta rồi thua. Có vậy không? Không. Điều này tốt dữ lắm. Tốt lắm, không là tốt lắm rồi đó. Em không? Nhưng mà gặp thằng nào đẹp trai, tôi cũng có đẹp trai gì đâu mà nó đẹp. Nó đẹp trai thì kệ, nó bầu mình ăn được sao? Nó đẹp trai thì nó cũng nhìn cái đứa đẹp gái chứ nó không có nhìn mình lùng xỉn đâu. Hiểu chưa? Nó tự mình rèn luyện cái nhân cách mình đi là nó được đặc biệt à. Nên các con mà nghe gì các con không có thua ai đâu, chắc chắn luôn á. Đó là những điều như Đức nói tác hại của xã hội bây giờ nhiều cái đó. Nhất là cái bệnh mà thủ dâm là ghê lắm. Mà như Đức nói đây mà có một cái anh ca sĩ cũng nổi tiếng thấy ghê. Mà anh cũng bụp như Đức kịch liệt luôn. Anh nói con người ta lúc 10 tuổi người ta chưa có gia đình gì hết trơn. Tới bây giờ luôn mà kêu người ta không vậy thì sao người ta chịu nổi. Nói thôi ông là ông. Ông vậy thì ông im phức cho rồi đi. Ông còn nói lên chi cho nó mệt tim quý vị. Đồ lao thấy ghê. Thấy chưa? Đó là mù mờ tâm trí. Tối tâm. Tự nêu mình lên để cho người ta biết. Thấy không? Nó nên tránh đi các con. Đây là những đứa dạy mấy đứa nhỏ thôi. Còn ai mà phạm phải mới quyết tâm vượt qua mới được quý vị ơi. Hồi bữa đó những đứa khuyên cái anh chàng đó nghe những đứa nói nè. Anh nè, anh đi vô trong chùa đi, những đứa tạo điều kiện cho. Anh đi vô trong đây nè, anh phải chơi với mấy cái chú ở trong chùa. Đi qua đạo tràng ba, những đứa cho chơi với mấy chú trong chùa. Để làm chi nó có một cái nguồn năng lực sống đó, nó phát triển lên. Bây giờ ở ngoài đời nó cầm điện thoại là tức khắc nó bị dính hoài, nó không vượt qua được. Anh nói là nghe thầy giảng rồi cố gắng vượt qua. Vượt qua vài bữa cái tự nhiên cái phạm nữa. Nhà Đức nói phải vô đây nè, cắt cái điện thoại. Rồi á, đi làm công quả. Đi lên công phu. Nó làm cho cái năng lượng sống mình vượt trội lên. Rồi không có cơ hội. Rồi thời gian á, tích tụ nguồn năng lượng lại. Lúc đó vượt qua cái đời sắc diện nó thay đổi liền. Con người mình nó có xương sở dĩ không có thịt. Chỉ cần còn xương là sẽ có thịt thôi. Hiểu không? Nên quý vị phải biết bồi dưỡng cái thân mình nghe. Hay là quan trọng lắm á. Ừ. Rất là quan trọng quý vị. Hôm nay mấy bà này mấy bà làm mấy cái trái tim này cũng đẹp. Nên mình thì giả không có hay mà nhờ người ta nhiều người ủng hộ. Vậy thôi. Quý vị ơi, giảng mà không hay mà nhiều người ủng hộ là được rồi đúng quý vị? Nên bây giờ quý vị làm cha làm mẹ đưa lên cái kế hoạch đi quý vị. Cái kế hoạch là bận gì bận phải dạy con. À, cái hạt giống mình tạo ra mà mình không dạy được thì sau này là mình chịu thiệt thòi lớn lắm á nghe. Sau này rồi khi đến lúc nó trổ quả ra rồi quý vị sẽ hối hận dữ lắm á. Nó ngổ nghịch nè, nó khổ, nó làm mình đau khổ ghê lắm. Nếu mà hạt giống mình đã trồng mình dưỡng thì sau này mình sẽ gặt quả thôi, tùy theo cái cách dưỡng của quý vị. Đừng có thương con mà kiểu mà mình thương hại nghe quý vị. Có chừng thương hại đó. Cái cô đó cô nói rằng thầy ơi, con đứa con gái con thương nó mến tay mến chân. Nó không có thiếu một cái gì hết, bây giờ mà nó chửi con tối ngày. Ngày mai bà lên bà cộng tu. Bà nói từ hôm nay mỗi tuần chủ nhật con đến con cộng tu. Nhưng đứa nói bà đến đây bà cộng tu đi. Bà gia nhập vào cái fan hâm dọ. Thì từ từ thì bà có năng lượng. Nghe không? Tự nhiên bà vui lên. Bà mà vui là bà hết buồn à. Còn bà mà buồn là bà hết vui. Nói câu quỳ vốn kìa. Nghe không? Đó, nên những đứa nói vậy nghe nghe. Cái cuộc sống bây giờ nghe quý vị mà nghe đạo rồi bị làm cái gì quý vị đừng có bày ra. Những đức nói trong chùa này bất cứ khi những đức đã vô bếp, cái gì mà bày là sẽ bị những đức dọn. Chỉ được một lần thôi, không bao giờ mà được làm tiếp tục nữa đâu. Cái gì mà bày ra bỏ công cực là những đức sẽ dọn liền. Không bao giờ cho bày cái gì chứ nghe. Cái gì mà gọn, ăn rẻ, khỏe là như Đức chịu. Vị nhớ nghe, những Đức chấp nhận đầu tư nhưng mà đừng bao giờ bỏ công nhiều quá vì cho con người. Không chịu bài. Cái gì mà bài là như Đức sẽ dọn. Không bao giờ cho cái chùa này hôm nay mà bài cái gì nữa chứ á.
Nên ai mà làm cái gì mà bay là thế nào cũng bị như Đức Dọn. Cái tính vậy đi là tự nhiên cái chùa gọn hơn. Chùa Pháp mình giờ là nó hoàn chỉnh gì cái nội bộ đó quý vị. À, lợi chùa là lo tu không à. Còn làm công quả là chỉ có ban tổ chức trong chùa làm thôi. Sau này những đức hình thành mấy điểm chùa bên kia Iran vậy luôn. Người cộng tu đến chùa chỉ có tu. Còn người ở trong chùa là phải đi làm công quả. Và chia nhau mấy chú cũng được tu mà mấy chú cũng nấu ăn. Mấy cô cũng được tu và mấy cô cũng nấu ăn. Chia đều hết luôn. À, quý vị mà vô chùa nghe một ngày bị tu bốn thờ đi, bị dịu cái tâm bị tu đi, rồi bị tu một tuần lễ bị sẽ thấy giống như bị bay vậy đó. Nó nhẹ không tưởng tượng được, nhưng mà phải lên cảm giác mình vui an lạc nghe, rồi bị tích tụ năng lượng cho bị thấy. Tại vì niệm Phật mà. Rồi quý vị mà tu một tuần đi, rồi bị thấy cái năng lượng quý vị nó tràn đầy luôn á. Hạnh phúc nhất là mình được lên chánh điện niệm Phật. Hạnh phúc nhất đó. Còn mình đi vô chùa đây, mình đi vô cái chỗ mà công quả đồ mà thường trụ mình làm, cái đó mình nhìn ngó đầu này đầu kia, có khi tạo nghiệp thêm. Bây giờ người ta trong chùa quanh năm suốt tháng mà cái nội bộ người ta chơi nhau, người ta làm việc người ta hiểu. Còn mình nhào vô mình nhìn có những cái mình đi đánh giá ngược lại người ta kỳ cục. Người ta quanh năm người ta có như mình đâu, người ta có điều đi đâu đâu thì người ta chị em người ta chơi nhau. Cái chuyện đó của người tu nó hiểu. Còn mình ở ngoài mình vô mình nhìn thấy nó không giống. Thì mình để nói người ta đó là mình bậy. Nói vị coi như chùa mình tất cả các cô có bao giờ mà trong túi có thằng cắt nào được đi mua gì đâu. Còn bây giờ ví dụ như nhiều đứa gái ở ngoài đi, nó còn có tiền trong túi nó đi mua gì nó mua. Còn mấy cô mình trong túi không có thằng cắt bạc đi mua gì nữa, quanh năm trong chùa không vậy đó. Mày thấy cái này dễ sống không? Không dễ sống đâu đó. Vậy mà mỗi ngày người ta an lạc, người ta vui thì chị em người ta chớ nhau. Vậy mà lọt người cộng tu vô người ta không hiểu, nó trở ngại. Nên những đức tính ra được là mỗi điểm chùa thường trụ phải làm việc, cộng tu vô chùa phải lo đi lên chánh điện tu. Nó từ nơi đó mà nó lượt ra những người chịu vô tu, vô chùa thì mới chịu vô ở. À, chịu vô ở. Còn cái người mà vô chùa đi vòng vòng là vô đây ở không được. Tại vì nhà bếp vô đâu được, có những đức đây sao vô. Ngày xưa không có những đức ở đây vô bếp mà lớn gớ còn được á nghe. Bây giờ mà những đức ở đây ai mà dám. Những đức ngộ, những đức ngộ ở đâu thì người ta sợ kỳ cục lắm vị ơi. Ừ, không biết sao mặc những đức hiền gì mà sao người ta sợ không biết. Mặc gì khô dễ thương ghê mà tự nhiên gặp ta sợ kỳ cục ghê vậy. Mặc gì đâu hiền gì đâu quá. À, nhìn quá hiền mà sao ta gặp ta sợ kỳ cục ghê vậy. Sao thấy không? Nó nên từ nơi đó mà nhờ vậy đó mà chùa bây giờ ổn định đâu đó chân nè. Giờ các điểm chùa theo mô hình luôn. Vài bữa nhà Đức nấu đây xong nhà Đức qua bên hồ bên đại ông Lâm nhà Đức nấu. Nấu ở bệnh nhà Đức sắp xếp lại chân. Ừ. Sắp xếp ban công quả rõ ràng hết. Ai mà lạng quạng như Đức bắt như bỏ cái thùng nước đá úp lại cho biết bỏ tặc. Hiểu không? Xong á, xong rồi qua bên chùa Đạo Tràng Ba nấu bên đó nữa, sắp xếp lại hết thành mô hình luôn. Nó từ từ chùa mình các điểm chùa nó thành mô hình hết, rồi qua vòng xong rồi giảng sanh đó. Hiểu không? Đó. Quý vị biết rằng nghe cái nơi ở của mình đó mà nó nghiêm túc, người ta lợi, người ta thích ở lắm đó quý vị. Nhưng Đức hỏi quý vị này, bây giờ quý vị đi tu, quý vị thích cái nơi ở mình nghiêm túc không? Ai mà không thích, đúng không? Nó nên chùa mình cái quy tắc nè, thí dụ như người trong chùa tuyệt đối không giữ tiền. Cái cách những Đức làm nè, giữ tiền không xài tiền, xài tiền không giữ tiền. Nó ba bạch, giữ tiền không xài tiền, người xài tiền không giữ tiền là sao? Là cắt tiền thì không được đi xài tiền, mà người xài tiền thì chỉ được xài chứ không được cắt tiền. Đó. Nên từ nơi đó nó đâu vào đó rõ ràng. Chùa mình tổ chức đông mà quý vị, mai mốt thêm cái đạo tràng 4 nữa quý vị coi 1.000 người nữa. Đó. Là chùa mình số lượng đông cỡ nào chưa?
Mà sau này mà cái bên kia nghe, cái ngôi chùa mà ngay chăng cái trường Phật học của Hòa Thượng á, sau này đủ duyên mà trở thành cái đạo tràng niệm Phật nữa, cái đó bèo bèo gì cũng có 500 người nữa đó. À, nguyên cái ngôi chùa luôn đó quý vị. À, nên kệ Hòa Thượng mà đưa nhà Đức là nhà Đức nuôi người già hết, cho mấy bà già bà ở, mấy bà già mình cứ nuôi thả ra đi, nó không có sao đâu. Nên từ nơi đó mà nhiệt tình mà làm, cuộc đời mình làm ý nghĩa mà, làm việc ý nghĩa mà. Nó nên bây giờ các cô mình thấy không, bình thường vậy thôi mà sống vui vẻ, mập mạp, đàng hoàng luôn, đâu có ốm ho gầy mòn gì đâu. Nó mấy cô nhìn mấy cô ngoài đời vô đi coi cô, mấy cô mình phải nó có ốm ho như kỹ khô không? Chàng ơi. Sắc diện sáng sủa đàng hoàng đúng quý vị. Mà mấy bà không đánh miếng kem á nghe, tôi mà cho kem dưỡng da cái thử là cỡ nào. Những đứa mà cho kem dưỡng da không thua Hoa hậu Kim Thọ. Dễ đâu nghe, này là không xước miếng kem luôn á, không có miếng son luôn á, nên không có giỡn đâu. Từ nơi đó đơn giản bình dị thôi mà có nổi mụn mấy hột đâu. À, tại tích tụ năng lượng và vui vậy ơi, mỗi ngày cười nhiều. Quý vị chứ cần cười lên thôi là hạnh phúc rồi quý vị. Bây giờ những đức bắt nhịp cho bị cười nè. Ha, bây giờ ví dụ như những đức niệm, không phải niệm mà là những đức cười ha ha ha, thì quý vị cười 4 câu. Những đức càng ha ha lại bị cười 4 câu. Ví dụ như đức cười ha ha thì bị ha 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 là 4 câu, nghe không? Nhớ nghe. Bắt đầu vô này nghe. Ha ha. Cái này chưa đủ lực nghe, phải phát âm mạnh hơn mà phải tự nhiên nữa. Ha ha. Nhớ nghe quý vị. Quý vị mà trong cái tập thể này mà không cười được là thua. Thấy không? Bây giờ chúng ta cười tự nhiên tập thể nhất nè. 1, 2, 3. Ha ha ha. Nhiều người tao không biết, tao tưởng đâu cái tập thể này bị khùng quý vị. Thấy không? Nên quý vị biết rằng là cả tuần lễ bị coi mình làm bao nhiêu việc mình bận bịu quý vị. Vô đây không phải để áp lực đâu quý vị ơi, hiểu không? Vô đây không phải để áp lực đâu nghe. Đó. Mà vô đây để hoạt bát vui vẻ nghe quý vị. Quý vị vô đây thấy có vui nhiều quý vị ơi. Vui thì cười lên coi. Tại sao mấy bà vô chùa này càng ngày mấy bà càng trẻ, bà cười nhiều đó, không có cười mà giết nó thành con khỉ khô á, hiểu không? Không có một cái trang điểm nào bằng cười hết, không có loại thuốc nào mà bổ bằng cười hết. Nhớ kỹ, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ nghe. Đó, đây là nền giáo dục quan trọng nhất nè. Không có giáo dục nào quan trọng bằng là con người vui vẻ và an lạc hết. Nhớ. Nghèo thì nghèo chứ giờ không được cười hả? Xấu thì xấu không được cười hả? Ung thư chứ không cười cười sao? Hô hô không được cười hả? Có cái pháp lực nào mà nói hô không được cười không? Có cái pháp lực nào nói miệng méo không cười không? Không có cái pháp lực nào nói rụng răng mà không được cười hết. Chứ quý vị, ai cũng có quyền được cười nghe quý vị. Đó, quý vị nhớ, quý vị mà thường cười là cái năng lượng quý vị nó đầy lắm, nó làm cho quý vị sảng khoái lắm. Nhớ nghe, khi quý vị mà cười lên nghe, tế bào cơ thể quý vị nó được nuôi sống tốt đẹp.
Cái thời tiết này nó nóng bức gì là do gì? Ít con người cười quá đó quý vị. Bây giờ nhà Đức hỏi quý vị nè, quý vị đi vô trong chùa mình, quý vị thấy chùa mình ở dưới bên ngoài, ở chùa mình nó mát hơn đúng không? Tại vì sao người trong đây nó cười nhiều? Khi mà xong rồi một chút quý vị đi ra ngoài, quý vị ngồi đi, đi vòng vòng thử, quý vị thấy cái cảm giác nó sảng khoái lắm. Hiểu không? Đặc biệt dữ lắm. Nhớ đó. Nên mấy bé nhỏ này con nhớ nghe, còn nhỏ gì tập nói thật nghe không? Cái hành động nói thật là một chữ tín để tương lai các con thành tựu sự nghiệp. Đứa nào mà nói chuyện giả dối là tiêu. Có một lần thất tín là vạn lần thất tín. Nói giả dối là thua rồi. Hình như là khăn á quý vị, là tuần sau nhất định có. Ừ. Hình như là thứ hai này là khăn nó về. Nó về khăn, khăn này không phải đơn giản. Quý vị biết bây giờ tại sao mà nhiều người ta tròn khăn chùa mình không? Vì người ta có một cái cảm giác gì nó kỳ cục lắm. À, có một cái cảm giác nó bình an lắm. Thấy không? Nó bây giờ là nhất định là chủ nhật tuần sau. Chủ nhật tuần sau sẽ tặng khăn. Tại vì người ta nói là thứ hai về mà. Phải chứ người ta về thứ bảy này là thứ hai như Đức tặng. Nhưng mà ta nói thứ hai mới về. Những đứa kêu ta chạy xe nhanh chút, ta nói chạy không nổi. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà chủ nhật tuần tới sẽ tặng khăn. À, nên quý vị phải sắp xếp đòn đồ nghe. Không nhưng mà đông á nghe, không ít đâu nghe quý vị. Tại cái khăn này là cái khăn con công. Khăn nó đẹp lắm. À, xịn sò lắm vị ô. Chúc vị an lạc vị ơi. Chúc vị luôn luôn vui vẻ nghe. Thấy ngồi đây thấy hạnh phúc không quý vị? À, mong quý vị luôn luôn sống được bình an và hạnh phúc nha. A Di Đà Phật. À, chúng ta à, với lại mấy cái người mà bữa nay sinh nhật lên đây nghe. Rồi giờ chúng ta niệm Phật luôn chút xíu, chờ mấy người sinh nhật lên đây. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. À, mỗi từng chùa mình đều có sinh nhật mà được ở đây niệm Phật, nghe pháp, được tặng quà, các cháu biết bỏ ống để mà khi sinh nhật của cha mẹ các cháu mua quà cho cha mẹ các con nghe. Đây là phước duyên rất là lớn.
Ngày sinh nhật là ngày tưởng nhớ đến cha mẹ của mình, chứ không phải là đòi quà của cha mẹ. Nhớ đó, các con phải nhớ. Bây giờ chúng ta chắp tay lên hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Mỗi tuần các cháu về đây được niệm Phật, nghe Pháp và phóng sanh. Chắc chắn rằng các cháu mà về lâu dài thì từ những đứa bé mà không biết nghe lời cha mẹ, từ từ cũng chuyển cái tâm mà bất hiếu trở thành có hiếu. Và có những cháu mà sau này lớn lên có khi ngỗ nghịch với cha mẹ, nhưng mà nhờ lại chùa niệm Phật, nghe Pháp, từ từ chuyển cái tâm bất hiếu đó, các con sẽ có hiếu với cha mẹ. Và có những cháu chậm nói hoặc là không được thông minh, nhờ về chùa niệm Phật mà từ từ các con thông minh. Nên cái công đức của tất cả các cháu về đây rất là lớn. Chúng ta nguyện đem cái công đức này, nguyện hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng. Nhờ Ngài xây chùa mà chúng ta có chỗ nương tựa tu hành. Và đem công đức này hồi hướng cầu an cho ông bà cha mẹ của các cháu. Và các cháu hưởng được cái công đức phước duyên này mà gia đạo bình an, sống hạnh phúc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thác tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em của chúng ta trong đời này nhiều đời nhiều kiếp. Và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, và tất cả những người chết chưa được siêu thoát đều được thừa hưởng những công đức này mà phát tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng ta đọc tam quy y xong mình thả chim các con. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật thả chim mấy con ơi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di 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 Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc đại chúng an lạc nha.